Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh máy hay kim và chỉnh sao cho chạy không bị đứt chỉ bỏ mũi. Và chúng ta sẽ canh ổ lại. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở chân vịt ra cho dễ chỉnh. Khi mở chân vịt xong thì chúng ta sẽ mở mặt tấm kim và lấy nó ra. Chúng ta sẽ dùng vít lớn để mở cho dễ. Chúng ta sẽ lấy thuyền suốt hai bên ra. Đây là mặt tấm kim. Tiếp tục thì lấy ổ bên trái ra, lấy luôn cả thuyền. Và chúng ta sẽ vệ sinh bụi bặm ở trong cái bàn lừa ra để dễ nhìn và nó dễ chạy, không có bị cắn vô cái mặt tấm kim. Tại vì dơ nó cũng tạo nhiều bụi quá, nó cũng sẽ gây bỏ mũi vì nó sẽ đẩy kim ra hoặc là nó sẽ làm vòng chỉ thay đổi. Và đây là chỗ chỉnh trụ kim đối với máy bộ cây ly cố định. Và đối với di động thì sẽ mở con ốc chỗ này ra. Con ốc nhỏ này dùng để chỉnh trụ kim cao thấp và tùy các loại mặt hàng thì chúng ta chỉnh chiều sâu trụ kim phù hợp. Các bạn có thể xịt lên xịt xuống được một xíu. Đối với cụm cự ly di động này thì nó rất chi là dễ chỉnh, nó dễ hơn là cố định, tại vì nó đã có mức cố định. Các bạn chỉ cần canh vừa đủ và các bạn xịt chặt ốc lại và canh hai trụ kim hai bên đều nhau. Sau khi các bạn canh xong trụ kim thì chúng ta bắt đầu mở ốc ra chỉnh. Bắt đầu chúng ta sẽ mở các con ốc của nó ra. Và tài liệu về phần này mình cũng có để trên trang tài liệu bentest.com. Và nó có nguyên file để các bạn chỉnh luôn. Rất chi là chi tiết về cách chỉnh của máy hai kim di động và hai kim cố định. Các bạn có thể tham khảo thêm trang tài liệu bentest.com. Khi bạn canh chỉnh ổ thì bắt buộc là phải canh kim chính giữa lỗ mặt nguyệt và bằng lừa thì nó nhằm tránh đứt chỉ. Và để chỉnh được cái đó thì chuẩn bị mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đây là bước đầu tiên để canh. Đó, tiếp theo chúng ta dỡ máy lên. Và chúng ta sẽ mở ốc ở phía bên chỗ dây cora ra. Các bạn chuẩn bị một cái vít lớn nha. Để mở được con ốc lớn này ra thì các bạn dùng một cái vít lớn. Và các bạn mở con ốc này ra thì các bạn sẽ chỉnh được trụ kim di chuyển tới lui. Và các bạn canh nó chính giữa lỗ. Các bạn canh chính giữa. Và các bạn siết lại để nó không bị cạ hai bên. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cách nữa để canh trụ kim bằng lừa và mặt tấm kim nó không bị cạ vào nhau, để lúc mà may chỉ thưa hết cỡ nó cũng không bị đụng. Và đây là hình ảnh sau khi đã canh chỉnh trụ kim chính giữa lỗ cầu răng cưa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bỏ mặt tấm kim vào để canh chỉnh. Để lúc mà quay tiến ra phía trước hoặc là lùi về phía sau thì nó sẽ không đụng vào mặt tấm kim. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn.
Đầu tiên thì nó chỉ có mức 3 nhưng mình sẽ chuyển cho nó ra thưa hơn thì sẽ ra mức 6 hoặc mức 7 tùy cái máy hay kim của bạn. Tiếp tục thì chúng ta sẽ mở hai con ốc cầu răng cưa tới lui để chỉnh. Đây là ốc cầu răng cưa tới lui, các bạn mở nhẹ hoặc mở hờ ra cho dễ chỉnh. Các bạn có thể dùng tay hoặc dùng vít. Sau khi mở ra thì chúng ta có thể đẩy được như thế này. Và khi đẩy thế này thì trụ kim chắc chắn là nó sẽ bị lệch. Các bạn mở ốc trụ kim nãy mình có chỉ và các bạn mở nó ra và sau đó các bạn canh cầu răng cưa tới lui, không đụng mặt nguyệt trước và mặt nguyệt sau và chia đều cả hai bên, và sau đó chúng ta sẽ chỉnh trụ kim ngay chính giữa lỗ bằng lừa và sau đó chúng ta mới siết ốc lại đó. Các bạn canh sao mà nó canh giữa lỗ. Rồi chúng ta bắt đầu siết ốc táo kim và siết ốc của cầu răng cưa tới lui lại. Và khi các bạn mở thì các bạn chỉ cần mở hờ thôi tất cả các. Thì các bạn dễ chỉnh hơn là các bạn mở lỏng. Tại vì mở lỏng thì nó sẽ chạy rất khó là chỉnh. Đó, sau khi xong thì chúng ta sẽ siết chặt hết các ốc lại. Để nó lúc mà chúng ta chạy hàng chạy nhanh nó không bị bung ra. Tiếp theo thì chúng ta sẽ mở để chỉnh tới lui của ổ. Chúng ta hãy mở hết tất cả các con ốc ra để chỉnh và mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng cọc một. Và chúng ta sẽ tiếp mở tất cả các con ốc này ra. Một số máy thì nó sẽ dùng lục giác 3, một số máy thì sẽ dùng vít, tùy máy. Và các bạn xoay poly cùng chiều về hướng của mình và các bạn mở hết ba con ốc này ra. Nó sẽ có ba con và tiếp tục thì chúng ta sẽ mở các con ốc bên cạnh. Đó, các bạn mở tiếp, bên này cũng giống như bên kia, các bạn cũng mở hết ba con ốc ra. Và tiếp tục chúng ta sẽ mở ba con ốc phía trên này để chỉnh ổ. Chúng ta tháo một lần luôn, lần sau khỏi phải tháo. Chỗ này chúng ta cũng dùng lục giác 3, chúng ta sẽ mở hết ba con ốc ra. Và một số máy thì nó cũng sẽ dùng vít. Các bạn mở nó ra. Và xoay mở hết ba con ốc này ra. Đối với ba con này thì sẽ không có định vị, chỉ có ba con dưới là có định vị và các bạn khi lắp lại thì bạn nhớ cho nó đúng định vị. Khi mở xong nó cứng quá thì các bạn có sơ sơ và các bạn sẽ di chuyển nó được. Đó, các bạn có thể xịt ra xịt vô để chỉnh ổ. Khi mà chỉnh ổ nó hở quá thì bạn cỏ cho nó sát vào. Và các bạn thấy ổ nó sẽ sát kim và ví dụ nó đá kim á, thì các bạn sẽ gõ cho xịt ra một xíu sao cho ổ với kim nó vừa sát, không được đá kim. Và ngay trên phần vác lỗ ô vang của máy hay kim. Và sau đó các bạn siết ốc lại. Các bạn nhớ siết chặt nó lại. Và tiếp tục chúng ta sẽ siết con ốc này lại và các bạn nhớ ép nó sát vào qua hướng phía bên trái. Đó, giống như mình đang làm,
ép nó vào và các bạn siết ốc lại, nhớ canh đúng định vị. Nó sẽ có phần định vị, phần vác. Con ốc này là có phần vác, các bạn nhìn thấy không? Đó, siết chặt lại và quay tiếp tục siết hai con ốc phía trên cũng như vậy. Tiếp theo thì các bạn coi con ốc này, lúc nãy chúng ta đã mở ra hết. Con ốc này là nó dùng để chỉnh ổ, có thể chỉnh ổ tới lui. Còn hai con ốc lúc nãy là nó chỉnh ổ sát kim hay hở kim. Hở kim thì sẽ bị bỏ mũi, còn sát kim thì nó sẽ không bỏ. Mà đá kim thì dễ bị gây bỏ mũi đứt chỉ và gãy kim. Nên các bạn chỉnh sát thôi. Trên lỗ ô vang và kim một xíu nằm trong phần vác và các bạn bắt đầu siết một con ốc lại. Và chúng ta sẽ kiểm tra xem thử nó bắt mũi tốt chưa và sát chưa. Nếu bắt mũi tốt, ok và sát rồi thì chúng ta bắt đầu siết chặt hết các con ốc lại. Đây, và chúng ta sẽ siết tiếp các con ốc tiếp theo và siết chặt hết lại. Khi siết các con ốc thì các bạn nhớ quay poly về hướng của mình nha. Đó, để điều chỉnh các con ốc và các bạn siết lại thôi. Khi các bạn mà chỉnh nhanh thì các bạn chỉnh trong vòng vài phút là xong. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh ổ phía bên phải. Bên phải thì cũng chỉnh giống như ổ phía bên trái. Đầu tiên thì các bạn cũng phải canh cho nó sát kim. Hiện tại đang bị đá kim thì các bạn sẽ gõ nó ra để cho nó không bị đá kim này. Và gõ sao cho nó vừa sát kim thôi, đừng có bị hở ổ. Các bạn nhớ siết mấy con ốc này hờ lại để dễ chỉnh. Hiện tại thì đang bị hở do mình gõ hơi nhiều và các bạn gõ vào lại. Và bây giờ hiện tại thì vẫn còn đang đá kim và chúng ta sẽ gõ nhẹ nó để cho nó xịt ra một xíu và nó vừa sát kim thôi. Đó, như vậy đã vừa sát kim. Sau đó chúng ta sẽ siết ốc nó lại. Các bạn nhớ siết chặt cả hai con. Các bạn nên dùng vít lớn để siết nó. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng lục giá. Một số máy thì sẽ dùng vít và chúng ta sẽ siết hết ba con ốc lục giác này và sẽ canh nó theo cái định vị. Con đầu tiên lúc nào cũng phải có một cái định vị, các bạn canh chính giữa chỗ định vị và ép sát nó vào để chỉnh. Đây, và mình đang ép nó vào. Các bạn nhớ ép sát và siết ốc chặt lại. Các bạn siết hết cả ba con ốc này lại. Chặt và các bạn xem thử kim và ổ nó đã sát, nó có bị hở ra không. Đó, như vậy là ok, cả hai bên đều sát rồi. Các bạn kiểm tra và tiếp theo thì chúng ta sẽ canh ổ phía bên trái và bên phải đều nhau và sát kim. Đó, các bạn canh sau bên trái và bên phải hai ổ, lúc mà nó bắt mũi thì nó sẽ đều nhau, cả hai cùng tiến vào kim sát nhau. Bên trái sát kim và tiến ngay đầu kim, bên phải cũng sát kim và tiến ngay đầu cái kim.
và chúng ta sẽ siết ốc lại. Đó là các bạn canh đồng bộ cả hai dây kim nó giống nhau, và một số các bạn canh không đều là do các bạn canh ổ chưa chuẩn và có thể gắn táo kim bị lệch không thẳng hàng, nên khi mà mới bắt đầu các bạn nhớ gắn táo kim cho nó thẳng hàng để lúc mà bắt mũi thì hai bên nó sẽ đều nhau, và chúng ta sẽ lắp mặt tấm kim vào và sao cho ổ nó sẽ lọt vô trong cái mặt tấm kim. Nó sẽ lọt vào phía trong mặt tấm kim. Và chúng ta siết ốc nó lại. Tiếp theo chúng ta sẽ bỏ thuyền suốt vào. Video trước thì mình có hướng dẫn cho các bạn cách sở chỉ và cách lắp thuyền suốt, các bạn có thể tham khảo video trước. Và bây giờ chúng ta sẽ sở chỉ vào và câu chỉ lên. Giữ hai cọng chỉ, ta quay poly cùng hướng về hướng của mình và quay lấy chỉ lên. Đó, sau khi lấy chỉ lên, tiếp theo thì chúng ta sẽ gắn chân vịt vào. Đó, các bạn nhớ gắn chân vịt siết ốc chặt lại. Thả chân vịt nó xuống. Tiếp theo chúng ta sẽ quay chân xuống dưới và chúng ta sẽ mở ốc để chỉnh chân vịt sao cho ngay giữa lỗ kim. Ở đây là con ốc chỉnh chân vịt. Chúng ta mở nó ra. Các bạn chỉnh kim giữa lỗ chân vịt và các bạn quay kim lên để cho bằng lừa và mặt tấm kim nó sát nhau, rồi các bạn siết nó lại. Đó, sau đó bạn quay xuống bạn kiểm tra thử kim và mặt nguyệt nó ở chính giữa chưa, nhưng mà chính giữa là ok và các bạn siết chặt nó lại. Ta sẽ đóng nắp lại và chúng ta thử máy. Bên mình thì đang gia công hàng này nên là chỉ có phải là như vậy là chỉ nó rất là đẹp. Mình chạy thêm một đường nữa cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Hãy đăng ký kênh, like và ủng hộ.